Lon xin chào cả nhà. Hôm nay thì Lon sẽ làm mì xào gà nha mọi người. Hôm nay là khách của nhà Lon á đặt 4 hộp mì xào gà. Thì hôm nay mình cái mì xào á thì mình sẽ sử dụng cái mì hiệu này nè của Trung Quốc. Mì này á khi mà mình xào lên dai và ăn rất là ngon nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mì vào trong cái nước sôi mình luộc rồi mình cho thêm tí muối vào nữa nha. Hôm nay thì Lon sử dụng là hai cái ớt gà cho bốn hộp mì xào nha mọi người mỗi một hộp mì xào thì mình sẽ sử dụng là nửa cái ớt gà rồi bây giờ lon ớt gà sau khi mà rửa sạch xong rồi thì lon sẽ đem đi cắt mỏng Rồi bây giờ Long sẽ ốp vào cái ức gà này á là Long cho một ít muối nè, một ít hạt nêm, một ít ớt bột, một ít tiêu. Cái này thì mình chỉ ốp cho nó sơ sơ thôi, không có cần phải ốp cho nó đậm đà đâu mọi người. Tại vì một hồi nữa là mình khi mà mình xào á thì mình sẽ cho cái sốt lên trên mì, cái sốt đó ăn rất là ngon nha mọi người. Sau khi mà mình mình trộn đều cái uh, gia vị rồi nè Mình sẽ để khoảng tầm 15 phút nha Hôm nay thì luôn sẽ sử dụng cái bắp cải Mình để mình xào chung với mì nha mọi người Thì bắp cải này uh, thì luôn sẽ uh, cắt nhỏ nhỏ ra nè Bắp cải thì này uh, thì cái giá thành nó cũng rẻ hơn là cái cải thảo Thì nếu mà mọi người dùng cải thảo thì cũng ngon Nhưng mà dùng bắp cải này cũng ngon uh, Thì tùy theo mọi người nha và đây là cái bước quan trọng để cho món mì của mình ngon nè. Bây giờ Lon sử dụng ở đây là 3 muỗng đường nha. Thì ba mùa cái cái phần nước sốt này á, là Lon sẽ sử dụng cho hai hộp mì xào nha mọi người. Lon sử dụng là 3 muỗng đường à, hơn nửa muỗng hạt nêm nè. Một xíu muối nha mọi người. Rồi Lon sử dụng ở đây tổng cộng là 6 muỗng nước tương và hai muỗng nước tương đen nha mọi người hai muỗng lân thôi hai muỗng lân nước tương đen á để cho cái màu nó đẹp Rồi, long cho thêm vào đây á, là ba muỗng tương cà và 1 muỗng tương ớt. Nếu cả nhà cờ thích ăn cay thì mình cho là hai muỗng tương cà và 2 muỗng tương ớt nha. Còn cái này là mình xào có em bé ăn, á, cho nên mình chỉ sử dụng là một cái muỗng tương ớt thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều cái sốt này lại nha mọi người. Rồi, bây giờ đợi dầu nóng thì long sẽ cho tỏi băm vào nha cả nhà. Rồi luôn cho luôn hành tây vào nè Mình đảo đều nè Rồi bắt đầu luôn sẽ cho ức gà vào Mình xào ức gà cho nó săn lại nha cả nhà Sau khi ức gà săn rồi thì bắt đầu mình sẽ cho 2-3 muỗng nước sốt vào để cho cái nước sốt nó thấm với lại cái ức gà. Rồi bắt đầu mình sẽ cho cà rốt vào luôn nha mọi người. Mình xào cho cái cà rốt nó chín nè. Rồi bắt đầu mình sẽ cho mì vào. Mì này xào có lâu đi nữa thì mì á, vẫn dai và ngon không bị bở nha cả nhà. Cái này là lon xào á, hai bếp là hai chảo mì luôn á, để kịp để giao cho khách. Sau khi mà cho mì vào mình đảo đều lên nè Rồi xào mì một lúc thì Lon sẽ cho cái bắp cải vào nha mọi người Rồi mình đảo đều Sau khi mà đảo bắp cải rồi thì bắt đầu mình sẽ cho cái nước sốt vào nè Cuối cùng thì mình sẽ gắt hành tây Và mình đảo đều qua rồi bắt đầu mình tắt bếp luôn nha